Lần đầu tiên bóp cái đầu con heo mà đã như thế này. Đây chính là một trò chơi mang tên là đất sét nước. Bắt tay vào để cùng làm với Gen nha. Dùng đất sét nhẹ có màu da, sau đó nặn một cái cục hình tròn, ép một cái là được cái mặt rồi nè. Lấy đất sét có màu hồng đậm hơn một xíu, xoa xoa một tí gắn vào là có ngay một cái mũi heo. Bây giờ thì làm hai cái tay nha. Đây không phải là trò chơi dành cho người khéo tay đâu, bởi vì vụng về đến đâu cũng có thể làm được, chỉ việc nhìn theo hình và làm mà thôi. Lấy đất sét màu đen làm hai con mắt và hai cái lỗ mũi nè. Bước quan trọng để làm cho đất sét có thể nứt được đó chính là sơn móng tay khô phủ lên toàn bộ cái đầu heo, bóp em nó thôi. Bóp đất sét nứt mà nghe giống như là cái tiếng bẻ xương khớp vậy đó, nghe nhột tai và vui tai kinh khủng luôn. Trò chơi này tới đây là kết thúc.